Ý cái chưa chưa ý ý ý ý ý thoát được bạn ơi. Bonjour anybody, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ở đây mình sẽ cầm tô rô và đi phong cách bá đạo nha. Thì Togo ở mùa mới này mình sẽ đi như thế nào và trang bị và bản ngọc phù hiệu như thế nào thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Mình làm sao mà để cho nó trâu nhất nha các bạn. 4-5 người dí và đánh mà Toro có thể thoát thân được. Thì khi mà các bạn cầm Toro, các bạn sẽ lên một cái phụ trợ để giúp cho đồng đội nha. Thì theo tình hình, các bạn có thể là lên lá chắn tập thể hoặc là lên một cái tầm nhìn tóc chạy. Khi mà có ngộ không thì các bạn lên tầm nhìn, có những cái con ẩn hình đó các bạn. Thì các bạn sẽ lên tầm nhìn và có thể lên các cái phụ trợ khác. Toro thì các bạn cứ việc mà chơi theo phong cách mà chẳng sợ ai. Nhưng mà dù gì mình cũng cần phải có một cái giới hạn nào đó nha. Chứ không phải là cầm Toro mà không cần sợ ai nha các bạn. Thực sự là mình cầm Togo thì mình cảm thấy thấy lòng yên tâm hơn khi mà cầm một con trâu đi một cái phong thái thoải mái nhất có thể. Khi mà mình cầm một cái AD và phép á các bạn, mình đi mà đi mình nên á thì mình rất là sợ sát thủ và đấu sĩ ở bên đồng địch á nó dí nó bắt. Còn đi Togo thì cũng chả ai thèm, mà cũng người ta cũng không thích bắt đâu, trâu quá ai mà thèm các bạn ơi. Nhưng mà đôi lúc thì người ta bắt mà mình feed nhiều quá thì đồng đội mình gánh không nổi nha. Mình thì mình cũng không biết lắm về Togo, nhưng mà mình mới bắt đầu chơi thì mình cũng đã tập chơi Togo rồi cũng khá là ok đó. Togo là mình phải đó, phải sẵn sàng giáo dí như vậy. Cứ ngỡ đâu là mình đã nằm trong trụ, nhưng mà không ngờ nha các bạn, không ngờ thì mình đã ra được. Thì các bạn khi mà trụ bắn thì các bạn rồng chiêu 2, cái chiêu mà thứ hai đó, cái chiêu rồng đó là cái chiêu nó chiêu được miễn thương vì Togo đã được làm mới lại cái chiêu nó được miễn thương nha. Khi mà các bạn vào đội hình hoặc là vào một con bắt nào đó thì các bạn hết máu rồi thì các bạn bị mà đồng địch đánh hoặc là chịu sát thương của trụ thì các bạn gồng cứ việc gồng chiêu 2 thì các bạn sẽ được miễn thương nha. Đó như pha này nè, đó ân tiêu vô mặt mà ra, nhưng mà lực mình không có nha. Mình gồng chiêu 2 nè, đó sử dụng chiêu 1 ủi, có ân tiêu thì các bạn cứ việc mà sử dụng ân tiêu luôn, không thể vấn đề nha, không sao đâu các bạn. Togo này trâu lắm. Các bạn cứ việc mà gấp cúc quá thì các bạn gồng chiêu 2 và sau đó chờ chiêu 1 hồi nó hồi chiêu đó thì các bạn ủi về hoặc là ủi vào thẳng đồng địch. Khi mà các bạn chơi Togo thì các bạn sẽ khá là ổn định về mặt mana nha. Nó không xài nhiều về mana. Ví dụ như Guido các bạn, Guido thì đầu game xài khá là nhiều mana. Đó, các bạn thấy không? Là một đống. Chứ đừng gọi là châu mà muốn cài cài chứ giữ vô là một đống các bạn à. Đó, thấy không? Có nghiệp không? Có ai thấy châu trên bản đồ đâu. Đó, mà xin nhắc vậy thôi chứ châu nhưng mà lâu cũng chết nha. Chơi game chủ yếu là mang tính giải trí. Khi mà các bạn làm việc cũng như là việc học tập của mình nè đã xong xuôi hết rồi và chúng ta việc căng thẳng
rằng là muốn giải trí thì lên làm vài chặng thì không thành vấn đề nha. Nhưng mà chơi game thì cũng cần phải có một cái nền văn hóa về phong tục nè. Và cái miệng mình cũng cần phải giữ ý tứ một tí. Đôi khi chơi game thì cũng hơi bực tức các bạn. Phải giữ ý tứ một tí nha. Chủ yếu mà chơi giải trí thôi. Chứ chơi mà giải trí đầu óc chứ không phải là giải trí cái miệng. Cái nghiệp nghiệp quá thì nó lại bị nghiệp bực nha. Cho nên là gọi tại sao khi chơi game lại giữ nền văn hóa, văn hóa khi chơi game đó chính là chúng ta hạn chế những cái từ thô tục nhất có thể nha. Đừng có sử dụng những cái từ thô tục khi chơi game. Mình hòa mình và đoàn kết đồng đội để mình giành một cái chặng ổn định và chiến thắng trong game thì niềm vui sẽ được gấp đôi nha. Về phần trang bị và phần bản ngọc thì các bạn đừng lo nha, mình sẽ để ở phía dưới mô tả nha các bạn. Về phần phù hiệu thì mình cũng sẽ dưới phía mô tả. Nếu mà các bạn nữ và bạn nam nào cần mình cần mình support thì mình sẽ cho vào cái trận để mình support cho nha. Để mình đánh thì không có hay nhưng mà mình support thì cũng có thể cho các bạn được vài trận pin đó. Support thì cũng có nhiều vị tướng support khá là ok trong những cái gank từ thấp đến cao thì các bạn chơi hay được con nào thì các bạn sẽ luyện con đó cho nó thuần thục nha. Mình thấy Toro thì chơi khá là ok, vừa vào game thì người ta đã hình như là Toro cho các bạn tặng tướng free, tặng tướng free khi mà các bạn làm nhiệm vụ. Và Mina đó các bạn, những cái tướng cho nhưng mà chơi rất là bá đạo nha. Như Mina mà mới nhận được trang phục, mình cũng mới nhận trang phục Mina chỉ đại lắm chiêu do Ninh Dương Lan Ngọc quảng cáo nha các bạn. Cũng khá là đẹp và những cái giọng nói đó các bạn, cái giọng nói khá là lắm chiêu. Mình thấy cưng lắm các bạn, các bạn thấy không? Togo rất là châu, phải sử dụng cái skill như vậy đó, double kill rồi các bạn à. Các bạn phải sử dụng và nhìn map và nhìn đồng địch nó di chuyển như thế nào thì mình sẽ ủi qua sử dụng những cái skill cho nó hợp lý nhất có thể để giúp cho đồng đội của mình hạ cái những cái tướng mà tướng quan trọng, ví dụ như là AD nè, sát thủ và những cái con mid của bên đồng địch nha. Chứ đừng bạn các bạn mà đừng có sử dụng những cái skill mà làm gây ức chế cho support bên kia. Chủ yếu là mình làm sao để cho cái bên kia địch khó chịu, nhất là vị tướng là AD nè, mình là sát thủ và phép ở bên kia nha. Quan trọng là đồng đội của mình á bắt được AD phép và sát thủ ở bên đồng địch á thì chắc chắn là cái combat của chúng ta tạo ra sẽ gây thuận lợi cho cái cuộc mà hạ trụ của bên đồng địch nha. Các bạn support thì hãy chú ý nha các bạn. Phải chú ý AD của mình và phép của mình nha. Luôn luôn bảo vệ và quan tâm chăm sóc. Đó, theo mình là vậy nha, cần phải quan tâm và chăm sóc. Chứ không được mà buông bỏ nè đó, làm ngơ với đồng đội của mình rồi đâu có được các bạn. Mình support mà, mình phải quan tâm và chép mắt. Chép, đó mình phải chép. Mình cũng đâu có ngại đâu các bạn. Đó, băng vào là đắng xả. Mình đâu ngại đâu. Mình chơi Toro rồi mình không có ngại nha. Mình không thể nào bỏ đồng đội được thôi à. Đó thôi. Phải châu nhầm gì. Khi mà các skill mà
lăn xả vào Toro thì các bạn cứ việc mà bật anh tiêu vào nè, rồi mình bị các đồng địch đó đánh những cái skill vào người mình thì mình sử dụng skill 2 đó các bạn. Mình gồng người được miễn thương mà. Chờ chứ một nữa mình ủi để cho đồng đội của mình á combat cho nó hợp lý nhất có thể nha. Mình ủi cũng phải ngắm ngay những cái mà những cái sát thương chính ở bên đồng địch nha. Ví dụ như AD nè, phép nè. Đó, rồi sau đó là tới sát thủ mình ngắm vào đó rồi mình để ủi và mình lên tiêu và bắn mặt đó chẳng hạn gì. Chứ đừng có đó nè, mình thấy không? Ba người đánh làm gì đâu, bình thường, quá bình thường. À, mình cứu không được các bạn, mình cứu mẹ không được rồi. Nhưng mà không sao, hai ba người với mình cũng như không thôi à. Nào, mình phải sử dụng như vậy. Mình có cái đầu, mình chạy lại cái đồng đội của mình. Đó, mình tiêu, vậy là đồng đội. Khi mà các bạn mình chia sẻ nha các bạn, là khi mà cái đồng địch đó mà đang dây bắt bạn nhiều quá mà máu của bạn ít á, thì các bạn nên nhìn map và lựa chọn một cái vị trí đi cho nó hợp lý. Thứ nhất á, là ở bên đồng địch là có địch chặn đường mình hay không, ở nước bụi hay không. Thứ hai là đồng đội của mình ở vị trí đó có nhiều hay không, hoặc là có đồng đội mình ở vị trí đó thì mình chạy lại vị trí đó nha, để cho đồng đội của mình hỗ trợ mình nha. Còn nhiều mà máu quá thì trâu mà mình tự chạy khỏi cái dòng dây của địch vẫn được nha. Đây mình sẽ tạo ra một cuộc giao chiến nha. Bên mình thì mình cũng không chẳng sợ ai nữa rồi, khá là trâu rồi. Này chết này, chạy được là tốt. Đó, gọc chiêu 2 lên, được miễn thương mà. Đó, ủi về. Mình thấy rất là đơn giản khi mà chơi Toro các bạn à. Khi mà bạn chơi Toro được thì bạn rất là mê nha. Chứ không phải như là, trời ơi, trời phía tướng hết trơn, còn nó đồn mà chơi cái gì. Đâu có đâu. Rồi nó đồn chứ chơi cũng phê lắm chứ bộ. Ê, mình hết máu mình vẫn ủi vào cái dòng dây của địch nha. 3-4 người. Đó. Rồi, xong luôn. Ta nói châu châu chứ châu quá rồi, hết máu rồi, ủi cái dầu dòng dây của địch đâu được các bạn. Cũng 4 người mà hết máu rồi, phải chịu thôi chứ. Tại mình thô báo thôi chứ cái pha đó là mình rút về á thì cũng đâu có bị nằm một đống đó đâu. Không sao. Đâu fit đâu các bạn. 22-12 chứ bộ. Cũng đâu fit đâu à. Ơi có chết hai mạng mà nãy giờ lập công quá trời luôn đấy. Nếu mà các bạn xem video clip mà cảm thấy có ý nghĩa và hữu ích trong việc leo gank cũng như là giải trí thì mong các bạn hãy like nè, xin cho mình một cái nút đăng ký, nhấn nút chuông để nhận những cái thông tin và những video clip mới nhất, những cái trang bị và combo bảng ngọc bị phù hiệu đồ các kiểu mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Mong các bạn hãy đăng ký và nhấn nút chuông nha các bạn. Nhấn nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất nha các bạn. Khi mà mình đăng video clip các bạn có cái nút chuông á thì các bạn sẽ nhận ngay. Nó có hiệu quả lắm các bạn. Và thương mình hãy cho mình xin một cái nút chia sẻ khi mà bạn về Togo nha. Trời, làm sao mà để cho bên đồng địch mà ăn gồng được các bạn. Làm sao được. Trời ơi, mình đâu có ngại nào đâu. Mình phải chết gồng. Bên kia đồng địch á 18 mạng. Ăn 18 mạng bên mình. Cũng đang thọt đó các bạn. Cho nên là muốn ăn rồng nhưng mà mình không thể nào cho ăn rồng đâu. Cho ngóc đầu nó không được luôn. Chứ ở đó mà ăn. Ăn cái gì mà ăn không biết à. Lăn xả luôn cái việc bắn mình đi, không dùng miếng máu nào đâu. Trời ơi, nó vô trụ mà bắn không thốn gì hết. Thiệt, chơi Togo cứ sướng như các bạn à. Ủi thoải mái luôn các bạn. Mình support thoải mái. Các bạn cứ việc bắn và bắn. Nó chỉ vào AD và phép thoải mái các bạn ơi. Các bạn cứ việc yên tâm khi mình mà support nhé. Bùa và những cái con rừng nhỏ đã bị đồng địch đồng đội của mình đó các bạn là ăn hết rồi thì đồng địch không thể nào mà sử dụng cái
cái tích lũy vàng cho mình. Ta nói AD họ báo thế nào cũng chết à. Đó thấy không, 5 người đó, 4 người theo đuổi mình. Liệu Togo có chạy được không các bạn? 4 người theo đó, trong khi đó mình đã hết máu rồi nhưng mà vẫn còn được. Mình phải sử dụng skill các bạn đó, vừa chạy ngược lại đánh tiêu nè nè, ủa ba nè, có người nào mà chạy theo được. Ui má, mình không chạy về đâu. Phải hộ báo cho support cho đồng đội, mình là support chân chính mà, hết máu cũng phải support ấn tiêu cho mà. Đó 4 người 5 người nhầm gì tôi. Còn máu là còn chơi các bạn à, Togo còn máu là còn chơi nha. Thiếu nếu mà cảm thấy mà quấn quá thì bật chiêu 2 lên miễn thương các bạn ơi, và chờ chuyên một buổi và ấn tiêu vô mặt cướp việc mà bị thôi các bạn nè. Đó ấn tiêu nè, có chiêu 2 một chiêu 1 đó, ủa về có gì đâu các bạn, nó rất là đơn giản luôn các bạn ạ. Thì có lẽ là video clip của mình đến đây bên đồng đội của mình chắc có lẽ là viên rồi. Mong các bạn ủng hộ, đăng ký và nhấn nút chuông nha các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Cho mình xin vài cái spill link nha. Mong hẹn gặp lại các bạn trong